Chào tất cả các anh chị yêu lan của em ngày hôm nay nhá. Hôm nay dân đi lấy về hàng rất là ít hàng nên em mang về cho các bác nào mà thích hàng rừng sưu tầm là các bác lấy đơn hàng đó để về ghép mà chơi nha các bác nhé. Chủ yếu là nguyên bản với lại hàng rời thì nó rất là ít luôn. Nguyên bản thì các bác mang về các bác chỉ cần tưới nước cho nó thôi. Các bác ngâm rễ vào cái thân gốc cây này này. Đó là cây nó sẽ tươi lại cái thân gốc cây của bên này nhá. Đó, gốc cây bên trên cây nhạn này nó sẽ tươi lại, căng lá, lá nó sẽ xanh lại nha các bác nhá. Giờ mùa này thì cây nó lá vàng thì nó không có đủ nước. Nếu mà nó cây mà đủ nước các bác tưới lan á, hoặc là giờ thì ở trên Bắc á, là đang có mùa mưa nên các bác mua về thì các bác tưới nước mưa vào thì cây nó tươi rất là nhanh luôn, chỉ trong 1-2 đêm là cây nó tươi rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây là cây nhạn rất là đẹp này. Cây này là ba cặp lá này, hình lá mít trụt luôn nha, lá mít trụt cây to này, một cây hoàng nhạn tháng tư nha các bác nhé. Giờ cây nhạn thì nó có nụ rồi nhưng mà cây này thì em chưa thấy nụ, tí nữa em cho các bác xem cây có nụ nha. Một cây này, đó, chắc hết tháng này là cây này sẽ có nụ này. Cây thứ hai này, lá còn căng luôn các bác nhé. Đây, hàng lá mít này, lá mít chỉ thiên. Có thêm được cây dendro này, dendro đang ra mầm gốc này. Đó, đang được 2-3 mầm gốc này. Dendro Trường Sơn nha các bác nhé. Nó mọc vào cây dendro Trường Sơn này, cây trâu này, lá mít, lá chỉ thiên này, một cây, hai cây, cây thứ hai này. Cây thứ ba là một khúc nhạn với lại một khúc trâu. Đó. Đây cây trâu này, cây nhạn này, về các bác tưới nước cho nó, tưới nước mưa. Ở ngoài Bắc là nước mưa này. Không bác nào mà không ở Bắc các bác lấy ví dụ ở miền Trung hay miền miền Nam hay là miền nào cũng được, tưới vào nước sạch thì cây nó vẫn phát triển tốt thôi. Đây một khúc hai cây, cây to này. Đó, đơn này em bán giá là 250k thôi nhá. Đơn to nha các bác nhá. Đây là hình đầu tiên này. Hình đầu tiên 250k. Hàng rừng bao chuẩn luôn nha. Tiếp tục là hình thứ hai là khúc nguyên bản tiếp nha. Đây, nguyên bản thứ hai này. Lá nó chuẩn bị căng rồi này. Chỉ cần các bác tưới nước cho nó là cây nó sẽ phát triển rất là tốt luôn này. Cái thứ nhất này. Khúc thứ hai này. Đó. Khúc thứ ba này. Khúc thứ tư này. Và khúc thứ năm này. Năm khúc này. Năm khúc này có giá là 200k nha. Năm khúc này có giá 200k này. Và mùa này nó mới có giá vậy chứ còn mùa mưa lá nó căng bóng thì chỉ có được hai khúc ba khúc này thôi là đã 200k rồi. Đó, giờ thì thành 5 khúc có 200k rẻ bèo. Bán như cho luôn. Đó có 200k thôi các bác nhé. Đây là H2 này. Tiếp tục là H3, toàn là cây trâu to. Đó, cây trâu toàn to to. Cây này là cây lá chỉ thiên này, một cây này. Đó, sang năm các bác có thể chơi hoa cây này nhá. Một cây này. Cây thứ hai này, ngọn hoa cũ này, năm vừa rồi này. Cây thứ ba này. Đó, về em ngâm nước một phát là cây nó tươi bóng lại luôn các bác này. Đó, em ngâm cho một ngày thôi. Cây thứ tư này và cây thứ năm này. Đó, lá nó chuẩn bị căng lên rồi nhá. Ngâm nước một phát là lá nó chuẩn bị căng lên rồi này. Đây. Năm khúc to này, đơn này em bán giá là 300k nhá. Châu Buôn Đôn nha các bác nhá, nguyên bản này. Đó, mua hàng châu như thế này mới chuẩn là châu rừng Buôn Đôn nhá. Mùa này thì hàng ở Buôn Đôn toàn héo như thế này rồi. Với lại lá nó tóp đi thì các bác chỉ cần tưới nước thôi là cây nó tươi rất là đẹp luôn. Hình số 3 nha. Tiếp tục là hình số 4 này. Hình số 4 là đơn quế tím rất là đẹp luôn. Quế tím to nha các bác nhá. Một khúc mà hai cây nó dính gần nhau. Cây này là cây chị em này. Đó, hoa rất là thơm luôn. Cây to này. Cây thứ hai này. Đó, cây cực kỳ to luôn. Cây này mang về cho các bác nở hoa này. Cho các bác xem hoa của quế tím nở này. Cây kia nó nở rồi nha. Khúc hai cây là nó nở. Cây này chưa nở nha các bác nhá. Mang về cây to lá mít trụt này. Khúc thứ ba là cây lá mít mẹ bồng hai con luôn. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn các bác nhé. Quế tím to này, quế tím khủng luôn á. Đây, mẹ bồng ba hai con này. Đây cây mẹ của nó này. Đó, dính liền hai cây con ở góc giữa này này. Đây, mẹ bồng hai con cực kỳ đẹp luôn, chưa nở hoa luôn nha. Về chỉ cần về cho chỗ bác là nó nở hoa nha các bác nhé. Gửi đi nó không vấn đề gì vào hoa hết, nó vẫn nở bình thường nha. Đó, ba nguyên bản quế tím khủng này. Đó, tổng thể là 300k hình số 4 nha các bác nhé. Quế tím khủng nhé. Tiếp tục là hình số 5 nè. Hình số 5. Đây em có cây trâu lá mít rụt này. Cây này là lá mít. Nếu mà mùa mưa thì cây nó xanh lá cực kỳ to luôn này.
lá tầm 3 4 cm luôn, lá rất là to luôn. Mùa này cây như thế này là lá to rồi này. Đó, như thế này gọi là to rồi này. Đó, một cây này. Cái thứ hai này. Cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Cái thứ năm này. Và cái thứ sáu là một khúc hai cây này. Đó, em ngâm nước một phát là cây nó phát triển rất là tốt luôn, lá nó căng dần rồi này. Đó, đơn này em bán giá là 200k này. 6 khúc nha các bác nhé. 6 khúc này, có 200k thôi. Đây là H5 nha. H5 này. Đó. Tiếp tục là H6 này. H6 là bác nào mà yêu hàng giống. Hàng giống này là hàng giống trâu với lại hoàng nhạn. 2 khúc trâu này. Đó. 3 khúc trâu giống này, nguyên bản nha các bác nhé. Nguyên bản 3 khúc trâu giống về ngâm nước bỏ vào cái rổ là các bác ngâm nước 2 3 đêm là cây nó căng lại lá nha. Đây, hoàng nhạn này 2 này, 3 này, 4 này, 5 và 6, 6 khúc nhạn. 6 khúc nhạn giống, 3 khúc nhạn nguyên bản ở 3 3 khúc trâu nguyên bản, xin lỗi các bác nhé. 3 khúc trâu nguyên bản, 6 khúc nhạn giống. Giá của nó có 100k thôi nhé. 100k này. Đó. Giá của nó chỉ có 100k về cho các bác sưu tầm hàng số 6. Rồi tiếp tục là hàng số 7 này. Hàng số 7 là hàng toàn là cây quế tím to to. Đây, cây quế tím to luôn này. Có cả to cả nhỏ nha các bác nhé. Đây chủ yếu là combo rất là nhiều luôn này. Bác nào mà mua mua đi bán lại này. Đó, hàng combo nhìn rất là to, rất là nhiều luôn nha. Rất là nhiều luôn này các bác này. Đó, có quế tím với lại có cây cẩm báo nữa này. Đây, quế tím có cả cây to luôn nha. Đó, quế tím cẩm báo rồi hải âu rồi bao hỷ đầy đủ các loại nha các bác nhé, đầy đủ các loại mặt hoàng của hàng của Bôn Đôn nha. Đó, 200k thôi, hình số 7 này. Đây, mặt hoa của Bôn Đôn này, đầy đủ là sóc này, quế tím này, rồi báo hỷ này, hải âu này, đó đầy đủ với lại cẩm báo nha, đầy đủ mặt hoa của Bôn Đôn luôn. Tiếp tục là hình số 8 này, bác nào mà mới tập chơi lan thì lấy lên này này. Đó, hình số 8 này. Hình số 8 là được cây trứng bướm toàn to to này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, toàn cây to luôn nha các bác nhá. Cây trứng bướm này nó rất là ăn dễ ăn hút nước nha. 6 này, 7 toàn cây to luôn. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, tổng thể là 20 cây nha các bác nhé. 20 cây. Đó. Cây trứng bướm nó to to này. Cả to có 2 3 cây nhỏ thôi, còn lại toàn cây to hết. Giá 100k thôi, hình số 8 nhé. Tiếp tục là hình số 9. Hình số 9 là cây trâu này. Đây, cây trâu này. Toàn lá mít trụt luôn, một cây này. Cái thứ hai này. Cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Cái thứ năm này. Cái thứ sáu này. Em chưa cắt tỉa rễ luôn nha các bác nhé, hàng rừng mới về luôn. Cái thứ bảy này. Cái thứ tám, cái thứ chín này. Cái thứ mười này, lá mít này, rất là đẹp luôn. 11, 12, 13, 14. Tổng thể là 14 cây nha. Toàn là mít trụt nha các bác nhé, chưa cắt tỉa rễ luôn này. Đó, chưa cắt tỉa rễ em sẽ gửi chị đi cho các bác còn nguyên si nguyên gốc này. Đó, còn nguyên si nguyên gốc nha. Đó, nguyên đai luôn, hàng nguyên kiện luôn cho các bác mang về sưu tầm này. Đó, đơn này giá của nó 270k. 270k toàn là rụt luôn nha các bác nhé, toàn là rụt lá ngắn này, toàn là trâu rụt lá ngắn này. Tiếp tục là hình số 10. Tiếp tục là hình số 10 này. Một cây này. Hai cây này. Đó. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. Sáu cây này và bảy cây. Có mấy cây to nha các bác nhé. Đơn này em bán giá là 200k hình số 10 nhá. Hình số 10 là 200k. Đó, còn nguyên cả rễ luôn nha các bác nhé. Đó, còn nguyên si rễ luôn này. Em sẽ gửi nguyên kiện nguyên si mấy cây rễ này luôn cho các bác này. Có 200k hình số 10 nha. Và hình 11 là hình cuối cùng nha các bác nha. Hình cuối cùng của ngày hôm nay là em sẽ giới thiệu cho các bác. Đây là hoàng nhạn này. Đó, một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. Sáu cây này. Bảy cây này. Toàn cây to luôn.
8 cây này, 9 cây này, 10 cây này, toàn cây to luôn nha các bác nha. 11 này, 12 này, 12 cây to này, đó. Và cây cuối cùng là em cho các bác xem, đây nụ hoa của cây đây nha. Nụ hoa của cây tháng 4 này nó đang ra hoa này các bác này, đang ra nụ này, đó. Đơn cuối cùng này, cây to này, đang ra nụ nha. Đây, đó, cây này, đơn này em bán giá là 250k thôi, hình 11 nhé. Về cây này các bác chơi hoa bình thường luôn, chơi trước hoa tháng 4 luôn này, đó. Chuẩn tháng 4 luôn cây này này, đó. Đây là hình số 11 nhé. Còn bác nào mà chốt đơn thì các bác cứ gọi điện về theo số của em là 0834981431, Zalo của em là cũng vậy, cũng số đó các bác nhé. Bác nào chưa kết bạn thì nhớ nhắn đăng ký kênh của em. Rồi đăng ký kênh của em, có mặt hàng nào mà mới về á thì các bác cứ mua, rồi chọn thấy mặt hàng nào ưng ý thì các bác cứ chốt nha các bác nhé. Em cảm ơn các bác nhiều nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.